À, xin chào anh em, mình là Poseidon đến từ Coinstorm TV. Giải mã crypto tập hôm nay nó sẽ khác một chút so với những tập trước đây. Nếu như thông thường thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái dự án mới, những cái ngách lĩnh vực có gọi là đang hot, đang trend ấy. Thì trong cái tập hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với anh em những cái góc nhìn, những cái phân tích và quan điểm của mình về một cái dự án nó hơi cũ một chút rồi. Nó đã phát triển cái đây vài năm. Tuy nhiên thì gần đây đang có những cái thay đổi hết sức là tích cực cũng như là có cái tiềm năng dài hạn trong thị trường rất là lớn, và đó chính là DDX, một trong những cái sàn giao dịch phái sinh rất là nổi tiếng ở trong DeFi nói riêng và trong thị trường crypto nói chung. Anh em hãy cùng mình bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên thì mình sẽ muốn nói qua một chút DDX nó là cái gì và nó hoạt động như thế nào. Anh em có thể hiểu một cách đơn giản, DDX nó là một cái sàn giao dịch cho phép chúng ta có thể trade spot, trade future và trade margin, tức là ký quỹ các cái đồng coin và token. Nó tương tự như là Binance hay là KuCoin hay là những cái sàn giao dịch khác. Điểm khác nhau duy nhất giữa DDX và những cái sàn như Binance đó chính là cái cơ chế hoạt động giữa phi tập trung và tập trung. Đối với DDX nó hoạt động theo cơ chế là decentralized, tức là phi tập trung. Anh em khi mà giao dịch ở đây á, thì anh em sẽ đầu tiên là không phải phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Nó khác với Binance. Binance có một cái công ty điều hành và có người đứng đầu, đó là CZ, hay là FTX trước đây là có Sam và có các cái quỹ đầu tư đứng sau như là Alameda Research. Cái khác biệt thứ hai mà mình muốn nói đó là câu chuyện về KYC, tức là khi mà chúng ta trade và giao dịch ở trên DDX thì hoàn toàn chúng ta sẽ không cần phải thực hiện những cái bước như là xác thực danh tính bằng chứng minh dân, bằng lái xe hay là passport, và chúng ta có thể bảo mật thông tin một cách tốt hơn. Cái điểm khác biệt thứ ba đó là câu chuyện quản lý tài sản. DDX thì nó giống như Uniswap, tức là chúng ta sẽ sử dụng thông qua cái việc đó là kết nối với cái ví MetaMask, và cái việc mà chúng ta lưu trữ tài sản thì vẫn là lưu trữ ở trên ví MetaMask, và chúng ta vẫn toàn quyền quyết định đối với tài sản của mình bởi vì chúng ta có cái private key. Trong khi ngược lại thì tài sản ở trên những cái sàn giao dịch như Binance thì là một cái tài sản mà chúng ta sẽ phải lưu ở trong cái ví chung của sàn, và những cái số mà chúng ta hiển thị ở trong cái tài khoản chúng ta thì chỉ là những cái số liệu mà sàn đưa ra để chúng ta biết. Dĩ nhiên là nó sẽ phải yêu cầu những cái tài khoản sàn ta vẫn phải đảm bảo ký quỹ một cách đầy đủ. Tuy nhiên thì khi mà gặp phải những cái sự cố liên quan đến bảo mật chẳng hạn, hoặc là liên quan đến pháp lý, hay là như sự cố vỡ nợ của FTX trong thời gian trước đây ấy, thì cái rủi ro nó vẫn là rất là lớn đối với cái tài sản của người dùng. Tại thời điểm ra mắt thì DDX nó cũng đã gây được cái tiếng vang rất là lớn ở trong thị trường crypto với việc đó là trả cái airdrop cho những cái người dùng sớm rất là khủng, và từ vài nghìn đô cho đến là vài chục nghìn đô tại thời điểm đó, cũng như là leak cái token DDX trên rất là nhiều sàn lớn như là Binance, như là FTX, như là KuCoin, như là OKX, vân vân. Bản thân cái dự án người ta cũng đã thu hút được rất là nhiều cái khối lượng giao dịch và người dùng. Tuy nhiên thì dưới góc nhìn của nhiều nhà đầu tư, DDX vẫn chưa bao giờ là một cái dự án tốt để mà có thể mua và nắm giữ trong dài hạn. Điều này xuất phát từ khá là nhiều hạn chế trong cái thiết kế, cái business model cũng như là tokenomics của dự án. Trước khi đi vào những cái cập nhật trong thời gian qua thì anh em hãy cùng mình nhìn lại một số cái con số rất là ấn tượng của DDX mà người ta đã đạt được trong cái thời gian qua. Đầu tiên thì theo cái thông báo từ dự án thì giao thức đã đạt 1.000 tỷ đô la cái volume giao dịch cho đến ngày 14 tháng 7 vừa rồi, và đây là một cái cột mốc hết sức ấn tượng đối với một cái sàn giao dịch phái sinh phi tập trung. Và cái điều ấn tượng tiếp theo mà mình muốn nhắc đến đó là con số trên hiện tại nó vẫn đang gần gấp 10 lần cái tổng volume giao dịch của cái đối thủ trực tiếp, đó là GMX. Thì đây là một cái điều chúng ta có thể thấy thêm được câu chuyện đó là DDX đang vượt rất là xa các cái đối thủ của mình, và hầu như là đang cái vị trí top 1 vẫn đang khá là vững vàng ở trong cái thị trường. Cái số liệu thứ hai mà mình muốn anh em nhìn đó là cái câu chuyện về sự tăng trưởng của người dùng. Em có thể thấy là tính từ cái thời điểm 2019 cho đến nay, cái thời điểm mà dự án bắt đầu ra mắt những cái sản phẩm, những cái giai đoạn test cho đến thời điểm hiện tại, thì cái sự tăng trưởng người dùng hết sức là nhanh chóng và ổn định.
thì nó đã bùng nổ vào cái giai đoạn 2020 và 2021 khi mà thị trường nó bắt đầu bùng nổ trở lại, thị trường tăng giá và DDD nó ra mắt token cũng như là những cái thông tin liên quan đến retroactive. Và tính đến hiện tại thì mặc dù thị trường nó đã gặp rất là nhiều khó khăn, tuy nhiên thì cái lượng người dùng trên DDD vẫn đang khá là ổn định. Và nếu mà anh em nhìn thêm vào một cái hình thứ ba, em có thể thấy là tổng người dùng ở trên DDD nó đã đạt đến con số là gần 100.000 người dùng. Để anh em có thêm một cái nhìn khách quan hơn thì mình sẽ so sánh DDX với những cái sàn giao dịch phi tập trung trong mạng phái sinh khác là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nó. Thì anh em có thể thấy như trên hình thì DDX về cái khối lượng giao dịch trong 24 giờ thì nó vẫn đang ở vị trí top 1 với 538,4 triệu đô. Và đây là một cái con số rất là lớn so với cái đối thủ thứ hai là Quanta chỉ đạt 66,5 triệu đô thôi. Cái thông số số liệu thứ hai đó là về cái doanh thu trong 30 ngày. Thì anh em có thể thấy rằng DDX vẫn đang là người dẫn đầu với 3,82 triệu đô và gần như là gấp 3 lần so với các cái đối thủ đứng thứ hai. Cái yếu tố thứ ba đó là cái tài sản khóa ở trong giao thức, tức là TVL. Thì riêng TVL thì DDX nó chỉ đang ở vị trí thứ hai thôi, với 339,4 triệu đô và người đứng đầu vẫn là cái dự án là GMX. Tuy nhiên thì anh em có thể thấy là mặc dù với một cái TVL thấp hơn, tuy nhiên thì DDX nó vẫn đang tạo ra được một cái lợi nhuận tốt hơn và một cái khối lượng giao dịch là tốt hơn gấp nhiều lần. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng thực tế là cái hiệu suất sử dụng vốn, tức là cái khả năng khai thác cái thanh khoản ở trên sàn giao dịch DDX nó đang là tốt hơn so với các cái đối thủ. Anh em có thể thấy những cái số liệu liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch DDX là rất là tốt. Tuy nhiên thì giá token DDX nó lại phản ánh cái câu chuyện ngược lại. Cái điều này nó xuất phát từ hai cái nguyên nhân chính như sau. Đầu tiên đó là về cái hạn chế liên quan đến business model. Như anh em biết thì sàn giao dịch thông thường người ta sẽ tạo ra lợi nhuận chủ yếu là đến từ phí giao dịch, đúng không ạ? Và trước đây thì DDX người ta không chia sẻ cái phí giao dịch đó, mà người ta hoàn toàn là gom về cho một cái tổ chức, đó là DDX Trading, là cái công ty phát triển ban đầu của dự án. Và điều này khiến cho cái động lực của những cái token holder nó hoàn toàn là không có, khi mà anh em hold cái token của dự án thì cũng chẳng để làm cái gì cả. Và cái bản thân cái token UK của dự án nó cũng rất là hạn chế. Thì chính vì vậy giá DDX cứ giảm dần và người ta cứ được trả DDX người ta bán đi. Thì đó là cái hạn chế đầu tiên. Cái hạn chế thứ hai đó là về tokenomics. Tokenomics của dự án nó thiết kế ban đầu là khá là tệ. Anh em có thể xem dữ liệu ở trên CoinEcho thì tổng cung tối đa của DDX nó lên đến 1 tỷ token, và tính đến thời điểm hiện tại sau 2 năm ra mắt và phát hành token thì cái tổng cung lưu hành nó mới chỉ đạt 175 triệu token, tức là mới chỉ đạt 17,5% tổng cung tối đa mà thôi. Và đây là một cái token có mức độ lạm phát rất là cao. Anh em có thể thấy vốn hóa của dự án mới chỉ ở mức 353 triệu đô la, nhưng cái vốn hóa pha loãng tối đa thì nó đã đạt là khoảng 2 tỷ đô. Thì đây là một cái con số khá là lớn, và vì vậy cái tốc độ lạm phát trong tương lai của DDX là còn nhiều, và vì vậy người ta không cảm thấy hứng thú với cái việc mà mua và nắm giữ một cái token mà sự lạm phát nó còn rất là cao như vậy. Cái thiết kế tokenomics nó còn tệ ở một điểm nữa là trong cái UK của DDX nó chỉ có 4 cái chức năng chính. Đầu tiên đó là cái chức năng là cung cấp thanh khoản, tức là người ta có thể đưa DDX vào giao thức và stake để cung cấp thanh khoản, đổi lại sẽ nhận được cái phần thưởng từ giao thức. Cái chức năng thứ hai đó là làm phần thưởng, tức là sau khi cung cấp thanh khoản thì token DDX sẽ được giao thức trả lại cho những cái người cung cấp thanh khoản và như là một cái phần thưởng, và dựa vào đó để khuyến khích người ta cung cấp thanh khoản cho giao thức. Và cái chức năng thứ ba đó là giảm phí giao dịch, tức là trader nào mà người ta trade nhiều trên giao thức, người ta có thể hold một cái lượng token DDX và hold càng nhiều thì cái phí giao dịch người ta sẽ được càng giảm xuống. Và cái chức năng thứ tư là chức năng quản trị. Thì chức năng quản trị thì đến hiện tại nó mới bắt đầu được áp dụng, chứ trước đây thì nó chưa có.
Mình sẽ nói qua một chút về cái UK. Thì em thấy đối với một cái UK như vậy thì Dedit hầu như không có một cái động lực mua nào cả, ngoài cái việc đó là mua để giảm phí, mà thực ra cái khoản phí này cũng không đáng là bao. Anh em có thể thấy là nếu mà nói về câu chuyện cung cấp thanh khoản á, thì hầu như những cái người cung cấp thanh khoản lớn ở trong cái giao thức đa phần nó sẽ nằm vào những cái trường hợp, thứ nhất là team, thứ hai là những cái nhà đầu tư lớn ban đầu, thứ ba là những cái tay to. Thì người ta chỉ cần bỏ những cái stablecoin vào để cung cấp khoản và người ta nhận lại token Dedit, và dĩ nhiên với một cái vị thế tốt như vậy thì người ta sẽ có quyền xả Dedit một cách là thoải mái, và chính vì vậy nó khiến cho giá token lúc nào cũng theo một cái chiều đó, chiều giảm, và rất là khó để mà tăng trưởng. Như vậy anh em có thể thấy rằng cái thiết kế business model và tokenomics của dự án nó khiến cho Dedit trở thành một cái token hết sức là lạm phát, và hầu như không có một cái bull case nào đáng để cho nhà đầu tư mua và nắm giữ trong dài hạn cả. Để mà khắc phục được cái hạn chế này thì trong cái phiên bản V4 được phát triển từ 2022 cho đến nay, Dedit đã đưa ra được những cái cập nhật mà theo mình nó khá quan trọng, nó đã góp phần làm thay đổi rất là nhiều cái model của dự án cũng như là tokenomics. Anh em hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong cái phần tiếp theo nhé. Cái thay đổi đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó là Dedit V4 nó sẽ hướng tới cái sự phi tập trung một cách hoàn toàn, tức là nó sẽ không còn phụ thuộc vào một cái công ty là Dedit Trading nữa, mà cái quyền điều hành sẽ thuộc về cộng đồng và cái phí cũng sẽ được phân chia ở một cách công bằng. Và điều này nó sẽ góp phần tạo ra một cái động lực rất là lớn để người ta mua và nắm giữ token Dedit. Như mình đã đưa ra những cái số liệu ở phần trước đó, em có thể thấy rằng cái khối lượng giao dịch ở trên Dedit rất là lớn, và dựa vào đó cái lượng phí mà người ta thu được cũng rất là một cái con số rất là ấn tượng. Và rõ ràng những cái nhà đầu tư lớn, những cái quỹ đầu tư, người ta có thể chấp nhận bỏ một cái số tiền nào đó ra để mua Dedit nắm giữ hoặc là stake để được nhận cái phí đó như là một cái khoản lợi nhuận thụ động. Và đặc biệt là cái cơ hội này nó còn hấp dẫn hơn nữa khi Dedit hiện tại đang được định giá tương đối là thấp chứ không phải là quá cao. Cái cập nhật quan trọng thứ hai đó là vào tháng 6 năm 2022 thì Dedit đã là tuyên bố là sẽ phát triển Dedit Chain, một cái blockchain nhìn riêng cho giao thức. Điều này xuất phát từ việc đó là giao thức nhận thấy rằng các cái layer 1 hiện tại như là Ethereum hay là thậm chí các cái layer 2 khác nó không có đủ cái cơ sở hạ tầng để đáp ứng cái nhu cầu phát triển của Dedit trong tương lai. Cụ thể đó là xử lý cái khối lượng giao dịch rất là nhiều trong cùng một thời điểm và cái tần suất giao dịch rất là lớn. Chính vì vậy thì Dedit nó đã quyết định phát triển một cái chain riêng để phục vụ riêng cho cái nhu cầu của mình ở trên Cosmos. Và theo mình thì đây cũng là một cái bước đi khá là mới, cũng khá là hay. Tại vì với cái việc mà nó phát triển một cái blockchain riêng như vậy, nó có thể tùy chỉnh những cái thông số blockchain đó cũng như là tùy chỉnh những cái hạ tầng ở trong đó một cách phù hợp nhất để mà đáp ứng nhu cầu của bản thân nó. Và thêm một điểm nữa đó là khi mà phát triển một blockchain riêng thì phải có một cái native token cho blockchain đó, và khả năng cao là chắc chắn rồi là Dedit nó sẽ được trở thêm một cái tính năng nữa, đó là trở thành một cái native token, và nó sẽ có thêm một cái bull case nữa khi mà người ta sẽ có nhu cầu đó là mua và nắm giữ Dedit để staking và trở thành những cái validator node ở trên Dedit chain. Và sau 2 tháng testnet thì ngày 4 tháng 9 2023, cộng đồng Dedit đã chính thức thông qua đề xuất nâng cấp lên phiên bản V4 và đánh dấu bước đầu tiên mà cái sàn DEX này tích khỏi Ethereum, khởi chạy trên một cái blockchain layer 1 riêng của bản thân mình. Ngoài ra thì giao thức cũng đã có những cái đề xuất liên quan đến việc giảm phần thưởng của Dedit cho những cái người cung cấp thanh khoản. Cụ thể thì vào tháng 3 năm 2023, cộng đồng đã thông qua một cái đề xuất liên quan đến việc là thay đổi phần thưởng giao dịch từ 2,88 triệu Dedit xuống chỉ còn 1,59 triệu token Dedit, tức là tương đương với mức giảm 45%. Đây là một cái động thái giúp cho cái việc mà trả thưởng nó giảm lại và từ đó làm giảm cái áp lực lạm phát. Nếu như anh em cho biết thì thị trường giao dịch phái sinh là một cái thị trường hết sức là rộng lớn và tiềm năng. Theo một cái dự báo của trang web đó là Business Research Insight thì cái khối lượng, cái market size của thị trường giao dịch phái sinh năm 2020
thì nó đã đạt là 21.980 triệu đô la, và đến năm 2027 nó có thể đạt 39.170 triệu đô la. Đây là một cái con số hết sức khổng lồ. Và nếu như thị trường crypto nó phát triển trong tương lai, thì dù phát triển theo cách nào đi nữa thì những cái sàn giao dịch nó sẽ vẫn chiếm một cái vai trò hết sức là quan trọng trong thị trường. Và với việc đang là cái người dẫn đầu ở trong mạng giao dịch phái sinh phi tập trung, thì DDX hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những cái dự án top đầu trong tương lai, và theo mình đánh giá là cực kỳ tiềm năng. Và chúng ta có thể thấy được rằng là xuyên suốt 2022 cho đến thời điểm này, thì mặc dù thị trường trải qua rất là nhiều khó khăn, DDX nó chắc chắn cũng gặp những cái khó khăn tương tự như vậy, nhưng mình nhìn thấy được rằng là đội ngũ DDX nó vẫn đang cố gắng để nó thay đổi, và nó đưa ra được những cái cập nhật đến thẳng vào những cái vấn đề mà nó cần phải giải quyết, đó là business model và tokenomics. Và đây là cái thời điểm mà theo mình nghĩ là anh em có thể quan tâm và theo dõi DDX như là một cái dự án tiềm năng ở trong dài hạn. Tuy nhiên thì anh em vẫn phải luôn nhớ giúp mình là DDX nó mới chỉ lưu hành được 17.5% cái tổng cung tối đa thôi, và chính vì vậy cái lượng phát thải trong tương lai nó vẫn là còn. Và đây là cái điều mà anh em cần phải cân nhắc khi mà anh em quyết định đầu tư token này. Trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình liên quan đến dự án DDX. Hẹn gặp lại anh em trong các cái phần tiếp theo của Giải Mã Crypto.